Chào mấy anh em nha. Thì mấy bữa nay cũng có nhiều anh em xem trên YouTube á, rồi vô kết bạn Zalo á, hỏi mua ngũ cốc, nhưng mà hiện tại bây giờ á, là hàng nó không có về được anh em ơi. Nói chung là cứng ngắc luôn rồi, bây giờ là vô phương về được rồi. Bây giờ chỉ đợi hết chỉ thị 16 rồi coi tình hình nó sao, chứ giờ thật sự ra hàng nó không có về được anh em. Cũng đang nhờ mấy ông anh giúp đặng cho hàng nó về sớm nhất, nhưng mà bây giờ là hiện tại bây giờ là chưa về được hết anh em. Với một phần nữa do cái tình hình dịch này nó anh em, giao bên bưu điện rất là chậm, giao hàng cho anh em á rất là chậm luôn, nên nó là nhiều anh em á, phiền hà, nên nói chung là mình cũng ngưng hoạt động. Thì mấy bữa nay anh em hỏi quá, thì hiện tại bây giờ chỉ còn thuốc thôi anh em, thuốc nuôi rồi thuốc trị khò khè sổ mũi rồi đó, thuốc tăng nước máu cho gà tơ rồi nè, rồi thuốc sổ lãi. Nói chung là mấy cái hàng này thì vẫn còn ổn định, tại vì lúc trước mình có dự trữ một số để cho mấy anh em quen á, với nghệ ha, nghệ rồi sàn phân rồi này kia đó, mấy cái nói chung là mấy cái dụng cụ cho gà. Chứ còn ngũ cốc bây giờ là kẹt cứng rồi anh em ơi, không giao được. Hiện tại bây giờ là chỉ còn một ít để cho gà nhà sử dụng cầm cự đỏ thôi, chứ không còn nhiều nữa anh em. Ăn mà cũng pha cho thêm, nó không dám cho ăn nhiều nữa đó, sợ chỉ thị nó ra thêm mười mấy ngày nữa thì nó căng nữa. Thì bây giờ còn số thuốc là anh em nào mà cần thì có thể liên hệ giúp em ha. Thì nhưng mà về cái phần giao hàng thì anh em cũng thông cảm giùm ha, tại vì bưu điện anh em cũng biết là nó hiện tại bây giờ dịch nó giao chậm lắm, nên anh em nào có đặt hàng thì cũng ráng giúp em, ráng đợi giúp em ha, chứ để đừng có bơm hàng thì cũng tội nghiệp. Giờ thì còn như Galumin nè, Galumin B15, B12, Dincobet chích khò, Menami, gà tơ tăng nước máu, thuốc tan, thuốc ké rồi, thuốc ấm gà con cũng còn một ít. Rồi xin chào anh em ha, nghệ đúng rồi, có về một cái lô nghệ đẹp lắm, về cái lô nghệ chuẩn lắm, anh em nào có xài thì alo ha. Nghệ này bao anh em dính mà lên màu cực kỳ đẹp.